Quang Hải chia tay Pau FC. Người đại diện của Nguyễn Quang Hải phát đi thông báo về việc tiền vệ người Việt Nam chia tay câu lạc bộ Pau của Pháp. Sau rất nhiều đồn đoán, cuối cùng tương lai của tiền vệ Quang Hải ở Pau FC cũng ngã ngũ khi anh và câu lạc bộ tại League 2 chấm dứt mối lương duyên sau một năm gắn bó. Thông tin trên được đích thân người đại diện của Quang Hải, ông Vincent Donato Fersini chia sẻ trên trang cá nhân mới đây. Chắc các bạn cũng hiểu, sau rất nhiều tuần trao đổi với Pau FC, tôi đã trực tiếp đến gặp Pau FC để yêu cầu trả tự do cho Quang Hải vào cuối mùa giải năm nay. Vì lý do đó, tôi đã đích thân đến gặp chủ tịch Trelleborg Bernard thứ năm ngày 1 tháng 6 và chúng tôi đã đạt được thỏa thuận ngày 3 tháng 6 để Quang Hải kết thúc mùa giải này với Pau FC vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, sớm hơn trước một năm so với hợp đồng. Chủ tịch Pau đã chấp nhận yêu cầu của chúng tôi và chúng tôi cảm ơn ông ấy vì điều đó. Chúng tôi cảm ơn câu lạc bộ Pau FC đã cho Quang Hải cơ hội đến Pháp và chơi ở League 2, tất cả các nhân viên, những người ủng hộ, bạn bè và tất cả những người đã ủng hộ chúng tôi. Thông tin chi tiết về việc chấm dứt hợp đồng sẽ được thông báo qua các kênh báo chí trong vài ngày tới. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ, ông Vincent Donato Fersini viết. Trước đó không lâu, tiền vệ sinh năm 1997 đã gửi lời tri ân người đại diện Vincent Donato Fersini. Cảm ơn sự tận tâm của bạn. Quy càng do ít, bưng ít ôm ấp. Như vậy, Quang Hải kết thúc hợp đồng với Pau trước một năm. Đã có những thông tin cựu tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội sẽ quay trở lại Việt Nam và đầu quân cho một câu lạc bộ tại V-League. Thậm chí, một số câu lạc bộ tại Thái Lích đã liên hệ để có được chữ ký của Quang Hải. Tại League 2, Quang Hải chỉ thi đấu 254 phút, trung bình thời gian ra sân là 8,4 phút trên trận. Cụ thể, Quang Hải đã chơi 12 trận với 2 lần đá chính và 20 trận dự bị, ghi được 1 bàn thắng. Mới đây, Quang Hải đã được huấn luyện viên Philippe Trossier triệu tập lên đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu gặp Hồng Kông và Syria diễn ra vào tháng 6. Huấn luyện viên bắt trở lại với bóng đá Việt Nam. Chiến lược gia Bắc Hang-seo vừa cùng học trò của Đỗ Hùng Dũng tham gia một hoạt động bóng đá cộng đồng ở Việt Nam. Cụ thể, cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam nhận lời làm khách mời tham dự lễ khai trương trung tâm bóng đá cộng đồng tại Phú Thọ. Do trợ lý ngôn ngữ Vũ Anh Thắng đứng ra thành lập và quản lý, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đóng vai trò là cố vấn chuyên môn. Sự kiện diễn ra ngày 3 tháng 6, chứng kiến hình ảnh cả thầy Bắc lẫn tiền vệ Hùng Dũng cùng các băng khánh thành và giao lưu với các em nhỏ học viên của trung tâm. Trước khi dự sự kiện tại Phú Thọ, nhà cầm quân sinh năm 1957 cũng đã tới thăm tỉnh Ninh Bình và tỉnh Bắc Giang. Tại đây, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết sẵn sàng hỗ trợ và dùng kiến thức của mình để giúp đỡ các tỉnh với mục tiêu cống hiến cho sự phát triển của nền bóng đá Việt Nam. Được biết, trong thời gian tới đây, học viện bóng đá mang tên Bắc Hang-seo cũng sẽ đi vào hoạt động. Đây là mong muốn của ông sau khoảng thời gian 5 năm đồng hành với bóng đá Việt Nam. Dù hạ tầng bóng đá Việt Nam còn sơ khai nhưng sự hỗ trợ lại vô cùng được chú trọng. Là cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam, tôi luôn biết ơn tình cảm của tất cả khán giả, huấn luyện viên Bắc từng phát biểu. Học viện bóng đá mà tôi đang lên kế hoạch sẽ dựa trên 3 giá trị cốt lõi: tôn trọng, yêu thương và trưởng thành. Tôi luôn mong rằng các em nhỏ sẽ học hỏi được những đức tính tốt, yêu thương lẫn nhau. Hơn hết, tôi hy vọng những đóng góp nhỏ bé của tôi sẽ đóng góp cho nền giáo dục và bóng đá Việt Nam phát triển. 8 lý do Messi không thành công ở PSG: thất bại ở Champions League hay màn kết hợp thiếu hiệu quả với Neymar và Kylian Mbappe là các lý do khiến Lionel Messi không thể tỏa sáng như kỳ vọng tại sân Parc des Princes. Phong độ của Lionel Messi thời gian đầu không tồi nhưng không cho thấy dáng dấp của anh ở thời đỉnh cao. 7 bàn và 4 kiến tạo trong 4 tháng đầu tiên ở thủ đô nước Pháp được coi là một nỗi thất vọng lớn so với đẳng cấp của Leo. Rõ ràng Messi hòa nhập không tốt ở môi trường mới. Hàng công với Messi, Neymar và Kylian Mbappe chỉ mạnh trên lý thủ IET. Trong thời đại những tiền đạo hoạt động tích cực lên ngôi, bộ ba này chính là rào cản của PSG. Đội bóng thủ đô gần như chỉ chơi với 8 người bất cứ khi nào họ không thể kiểm soát bóng. Ở League 1, cách sắp xếp này vẫn ổn bởi PSG đơn giản vượt trội các đối thủ. Tại Champions League, nó trở thành thảm họa chiến thuật. Messi sa sút nhanh sau World Cup 2022. Anh ghi 7 bàn và có 10 kiến tạo trong 13 trận trước World Cup, sau đó là 9 bàn và 6 kiến tạo trong 18 trận. Sau khi cùng Argentina lên đỉnh thế giới, Messi dành hơn 2 tuần để đắm chìm trong vinh quang. Ngược lại, Mbappe chịu mình vào tập luyện sau trận chung kết. Theo Com, điều này khơi mào cho việc Messi bắt đầu bị ghét ở Paris. Barcelona là quê hương của Messi, một thành phố mà anh còn nhiều mối liên hệ. PSG, dù tốt đẹp như thế nào, khó có thể lấp đầy khoảng trống đó. Messi là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, được trả rất nhiều tiền, được kỳ vọng sẽ chơi với đẳng cấp cao nhất ở mọi nơi anh đặt chân đến. Song khi không thể hòa nhập với môi trường mới, Leo cũng khó tập trung chơi bóng. Paris chưa bao giờ cho Messi cảm giác như ở nhà. Gom kết luận, cơn giận của người Paris tăng lên mạnh mẽ khi cựu sao Barcelona di chuyển sang Saudi Arabia ngay khi đội nhà vừa nhận trận thua muối mặt. Anh bị PSG treo vào đồng thời phải công khai xin lỗi đội bóng. Người hâm mộ liên tục phản đối, lao Messi. Đó là giọt nước tràn ly, đặt dấu chấm hết cho chương của Messi với PSG. Messi gia nhập PSG với mục tiêu đưa câu lạc bộ lên đỉnh vinh quang Champions League. Tuy nhiên, anh chưa từng thể hiện xứng với kỳ vọng ấy. PSG hai mùa liên tiếp bị loại sớm ở đấu trường số 1 châu lục. Bất chấp vô địch League 1, Leo và đồng đội không thể xoa dịu sự bất mãn trong lòng người hâm mộ. Khi ký hợp đồng với PSG, Messi đã 34 tuổi. Do đó, tuổi tác bắt đầu ảnh hưởng tới Messi.
Siêu sao người Argentina bỏ lỡ một loạt trận đấu trong năm nay và năm ngoái do gặp vấn đề về bắp chân. Leo đang già đi. PSG và người hâm mộ đội bóng chưa bao giờ thực sự chấp nhận thực tế này. Hai đời huấn luyện viên của Messi ở Paris đều bị đánh giá là thất bại. Mauricio Pochettino vô địch League một nhưng chưa bao giờ phát huy những gì tốt nhất từ Messi. Gantier, trong khi đó, đang trải qua hàng loạt vấn đề của riêng mình. PSG thiếu một huấn luyện viên cá tính, đẳng cấp để đưa đội bóng tới thành công trong suốt hai mùa Messi chơi bóng ở Paris. Tiền đạo Karim Benzema chính thức chia tay Real Madrid. Chân sút Karim Benzema chính thức rời Real Madrid sau 14 năm gắn bó và anh sẽ được tổ chức lễ chia tay tại Bernabeu vào ngày 6 tháng 6 tới. Câu lạc bộ Real Madrid xác nhận Karim Benzema sẽ rời câu lạc bộ ngay sau khi mùa giải 2022-2023 kết thúc. Trước đó ít ngày, các thông tin về tương lai của tiền đạo người Pháp đã trở nên hỗn loạn. Trong khi hàng loạt nguồn tin uy tín khẳng định Benzema sẽ chuyển sang Saudi Arabia, thì bản thân ngôi sao 35 tuổi này lại ấp mở việc ở lại sân Bernabeu. Mọi chuyện chỉ sáng tỏ vào hôm nay, mùng 4 tháng 6, khi Real Madrid đưa ra thông báo chính thức. Real Madrid và đội trưởng Karim Benzema đã đồng ý chấm dứt thời kỳ trực trở và khó quên của anh ấy ở câu lạc bộ này. Real Madrid đang và sẽ luôn là ngôi nhà của Karim Benzema. Xin chúc anh cùng gia đình những điều tốt đẹp nhất trong chương mới của cuộc đời. Vào 12 giờ thứ ba tới, 6 tháng 6, buổi lễ tri ân và chia tay Benzema sẽ được tổ chức tại hội trường Real Madrid City với sự hiện diện của chủ tịch câu lạc bộ Florentino Perez. Như vậy, Karim Benzema sẽ rời Real Madrid sau 14 năm gắn bó. Tiền đạo người Pháp đầu quân cho Bernabeu vào năm 2009 từ Lyon khi mới 21 tuổi. Anh nhanh chóng trở thành ngôi sao quan trọng tại Bernabeu dưới mọi thời huấn luyện viên. Ngay cả khi bị lu mờ bởi cái bóng của siêu sao Cristiano Ronaldo, số 9 vẫn nhận được sự công nhận rộng rãi. Sau khi Ronaldo ra đi vào năm 2018, Benzema chứng tỏ tài năng khi trở thành chân sút số 1 của Los Blancos trong 5 mùa liên tiếp vừa qua. Tính đến thời điểm hiện tại, Benzema là cầu thủ khoác áo Real Madrid nhiều thứ năm, 647 lần và ghi bàn nhiều thứ hai trong lịch sử câu lạc bộ, 353 bàn. Cùng đội bóng hoàng gia, Benzema giành tổng cộng 25 danh hiệu lớn nhỏ, đáng kể nhất là 5 chức vô địch Champions League, 4 La Liga, 3 cúp nhà vua. Hiện tương lai của chân sút người Pháp vẫn bỏ ngỏ sau khi chia tay đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Theo một số nguồn tin, có thể Benzema sẽ gia nhập đội bóng Saudi Arabia. Hé lộ số tiền khủng Real Madrid phải bỏ ra để ly hôn với Eden Hazard. Theo giới truyền thông Tây Ban Nha, câu lạc bộ Real Madrid đã phải trả cho Eden Hazard một khoản tiền không hề nhỏ để thanh lý hợp đồng thành công với tiền vệ này. Trong một động thái được đưa ra vào tối mùng 3 tháng 6 năm 2023, phía Real Madrid xác nhận rằng họ đã đạt thỏa thuận. Hủy hợp đồng của Eden Hazard sớm một năm và cầu thủ người Mỹ sẽ rời khỏi câu lạc bộ vào cuối mùa giải này. Eden Hazard vừa trải qua một khoảng thời gian khó khăn tại Santiago Bernabeu do dính chấn thương. Dù ý định ban đầu của anh là sẽ tiếp tục ở lại Real Madrid cho đến khi hợp đồng đáo hạn vào hè 2024. Tuy nhiên, câu lạc bộ chủ sân Bernabeu đã kiên quyết từ chối. Rút kinh nghiệm từ vụ Gareth Bale khi cựu cầu thủ người xứ quay xin quyết không rời đi và tư tốn của đội bóng chịu quản một khoản lương khá lớn. Real đã quyết để Hazard ra đi thay vì tiếp tục mất tiền vô ích. Hazard hiện tại đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất của Real Madrid. Ngôi sao người Mỹ thu về 600.000 euro mỗi tuần dù chỉ ngồi dự bị. Bởi vậy Real đã đàm phán và thuyết phục Hazard gật đầu khi cam kết bồi thường cho anh khoảng phí 7 triệu euro, tương đương với một nửa số lương mà cầu thủ này sẽ được nhận trong một năm hợp đồng còn lại. Mùa hè 2019, Real trả 115 triệu euro cho Chelsea để sở hữu Hazard cùng kỳ vọng cầu thủ người Mỹ sẽ lấp vào khoảng trống Cristiano Ronaldo để lại. Tuy nhiên, dấu ấn của Hazard tại Bernabeu chỉ gói gọn trong từ thất vọng. Chấn thương liên miên cùng phong độ sa sút khiến anh bị điền vào danh sách những thương vụ chuyển nhượng thất bại nhất trong lịch sử của Los Blancos. Ở mùa giải năm nay, Hazard ra sân tổng cộng 10 trận. Anh thi đấu được vỏn vẹn 392 phút. Cầu thủ người bị chỉ đóng góp được một bàn thắng và hai pha kiến tạo cho đội bóng nên bị gắn chặt với băng ghế dự bị trong suốt cả mùa giải. Vào lúc này, Hazard đang cân nhắc giải nghệ sau khi chia tay Real Madrid vào mùa hè này. Bước đi tiếp theo của ngôi sao 32 tuổi vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, cả hai tờ báo là Relevo và The Athletic đều dự đoán anh sẽ sớm giải nghệ. Nhà Glazer từ chỗ nói về việc bán MU. Đồng sở hữu Abraham Glazer liên tục phớt lờ các câu hỏi liên quan tới quá trình MU đổi chủ. Tới mùng 3 tháng 6, giờ Hà Nội, Abraham Glazer cùng Sir Alex Ferguson và cựu CEO David Chin có mặt tại sân Wembley theo dõi trận chung kết FA Cup giữa Man City và MU. Sau trận đấu, phóng viên Sky Sports tiếp cận Glazer và đưa ra loạt câu hỏi như ngài có chắc chắn bán MU không? Ông sẽ chấp nhận lời đề nghị từ Sir Jim Ratcliffe hay phía Qatar? Tại sao ông không nói chuyện với người hâm mộ? Không phải họ xứng đáng được biết chuyện gì đang xảy ra giữa quá trình tiếp quản MU sau. Tuy nhiên, Abraham Glazer cố ý phớt lờ và từ chối giao tiếp. Theo Daily Mail, động thái của vị này cho thấy quá trình đổi chủ của MU sẽ còn kéo dài và dường như không có hồi kết. Sir Jim Ratcliffe được cho là đang thắng thế trong cuộc đua giành quyền sở hữu đội chủ sân Old Trafford với Sir Jurgen Klinsmann. Nhà Glazer sẵn sàng thảo luận thêm về việc bán câu lạc bộ với doanh nhân người Anh. Truyền thông Anh tin rằng lời đề nghị từ Ratcliffe sẽ cho phép cả Sir và Abraham Glazer ở lại hội đồng quản trị. Trong khi đó, Sir Jurgen Klinsmann muốn mua lại toàn bộ MU và chấm dứt sự hiện diện của nhà Glazer tại Old Trafford.
Tuy nhiên, Telegraph xác nhận dù MU đổi chủ có thể kéo dài tới mùa hè, chủ sở hữu quỹ đó cho các đối tác thêm thời gian vì muốn thu lợi nhuận tối đa từ việc bán MU. Huấn luyện viên Erik ten Hag cùng nhiều thành viên MU vẫn đang chờ danh tính chủ mới của câu lạc bộ. Sự chậm trễ từ nhà Glazer ảnh hưởng nhiều tới kế hoạch chuẩn bị của nhà cầm quân người Hà Lan trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023. Trong mùa hè này, chúng tôi có thể phải làm việc với đội hình hiện tại. Nhưng rõ ràng, đội bóng cần phải gia tăng sức mạnh. Huấn luyện viên ten Hag thừa nhận có nhiều câu lạc bộ sở hữu đội hình chất lượng, đội ngũ huấn luyện viên giỏi và ngân sách chuyển nhượng lớn. Tôi không có nhiều kiên nhẫn và luôn đòi hỏi nhiều hơn từ đội bóng.